Hello, xin chào tất cả các quý khách đã quay lại với cửa hàng Mắt Kiến Tái Quang. Thì hôm nay bên Liêm có nhận được một cái gọng hàng Titan ha, của anh khách hàng ở bên Nam Sách, Hải Dương. Thì cái gọng Titan này của anh nó bị gãy rồi, nó bị gãy ra. Đó. Thì ảnh có nhờ Liêm hàng. Đó. Nhưng mà trước khi hàng á, thì Liêm có quay lại cho quý khách xem ha. Đó. Cái trước khi hàng và sau khi hàng nó như thế nào ha. À, mọi người coi cái vết gãy ha, rất là sâu. Đây là khoảng 3 ly ha. Đó. Thì Liêm sẽ hàn giúp và sẽ gắn lại cái chồng này bị gãy luôn rồi. À, sẽ gắn lại cái chồng cho khách hàng ha. À, sẽ gắn lại cái chồng này. À, cái này bị gãy rất là cái gọng titan bằng vàng nha. À, đây, mọi người coi. À, rất là uổng ha. À, nhưng mà ảnh chắc là cây này có nhiều kỷ niệm. Nên ảnh ở bên tận Hải Dương mà ảnh gửi bưu điện vào cho Liêm làm ha. Đó, Liêm cũng sẽ cố gắng Liêm làm cho ảnh thôi, được bao nhiêu thì mình giúp bấy nhiêu ha. Đó. Thì mỗi lần cái gọng hàng khi qua lửa hàng á thì cũng sẽ nó có vết hàng và nó cũng sẽ bay một ít màu chất xi ở ngay vết hàng. Đó. Nên trước khi hàng là Liêm cũng đều thông báo hết cho tất cả quý khách hàng và Liêm cũng thông báo lên luôn trên video để cho quý khách hàng có xem hoặc là có dự định hàng thì cũng biết được những cái vấn đề sau khi hàng mà mình sẽ nhận được như thế nào ha. Anh cũng bị sút cái chồng ơi luôn. Thì khách hàng gửi sao Liêm quay như vậy để cho quý khách chúng ta xem trước ha. Đây là cái gọng trước khi hàng nè. Sau khi hàng mà xong á thì Liêm sẽ quay lại cho mọi người xem để mọi người có thể đánh giá được cái trước và sau khi hàng nó như thế nào và mình có thể tận dụng những cái cây kính gãy hoặc là mình cần sửa chữa lại thì mình sẽ không cần phải mua mới hoặc là mình phải không cần phải mua mới rồi cũng không cần phải thay chồng mới ha. Đó, thì nhiều lúc có những cây kính nó rất là quý giá về không chỉ là về tiền nhưng mà nó về giá trị kỷ niệm hoặc là người cho người tặng người thân tặng cho mình ha. Thì mình có nếu mà muốn sửa chữa được mà trong khả năng mà Liêm làm được thì Liêm cũng sẽ giúp quý anh chị anh em mình để lưu lại những cái cây kính này ha. Đây là phần 1 của video, thì sau khi Liêm hàng xong Liêm sẽ quay tiếp phần 2. Rồi Liêm xin chào tạm biệt mọi người trước nha. Hello, vậy là Liêm đã hàng xong cái gọng kính ha, titan cho ảnh. Đó, mọi người coi. Đó, rất là đẹp ha. Cái này có vến hàng nè. Đó, mọi người coi. Thì cái cách gãy của ảnh cũng rất là đặc biệt. Nên hàng cũng rất là khó khăn ha. Đó, cũng phải tốn tới 4 tới 5 ngày thì công ty hàng kính nó mới có thể xử lý xong cái vấn đề này được. Đó. Nhưng mà hàng lại cho ảnh rồi mọi thứ mình đeo lại bình thường ha. Đó, mọi thứ rất là bình thường. Đó. Thì mình lại tái sử dụng được cái gọng titan ha. Đó. Gắn lại cái chồng luôn cho ảnh. Rồi. Đó, cái có vết hàng nè mọi người coi ha, có vết hàng. Cái này thì mình không, cái này chất titan nè ha, vết hàng chất titan. Đó. Thì ok thì sửa lại như vậy thì cũng rất là đẹp rồi ha. Đó, gấp ra gấp vô bình thường ha. Đó, gấp ra gấp vô bình thường. Đó. Cũng rất là đẹp rồi. Đó. Hy vọng là ảnh nhận được sản phẩm thì ảnh sẽ rất là vui vì giữ lại được cái gọng kính mà có nhiều kỷ niệm. Rồi, vậy thì Liêm quay xong cái clip này rồi. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.